Sáng nay, Ban Công tác Mặt trận thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Trong năm qua, vượt qua khó khăn do Covid-19, Ban Công tác Mặt trận thôn Cẩm Nê đã hoàn thành gần như 100% các chỉ tiêu trên giao, thực hiện có kết quả 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cụ thể, nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm hộ nghèo hơn năm 2020, đảm bảo công tác về môi trường, an ninh trật tự, hỗ trợ bà con khó khăn với hơn 117 triệu đồng, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và đánh giá cao thôn Cẩm Nê là một trong những địa phương có truyền thống cách mạng hào hùng. Bên cạnh đó, ấn tượng với những kết quả của chính quyền, toàn thể nhân dân thôn đạt được trong thời gian qua, nhất là tinh thần đồng thuận tham gia phòng chống dịch, có nhiều mô hình sáng tạo, san sẻ yêu thương. Bí thư Thành ủy cho biết, thôn chưa có ca F0 nào trong 2 năm qua, đánh giá công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở đó, đề nghị thôn Cẩm Nê tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, tấm gương sáng để có những mô hình hay do Mặt trận chủ trì và địa phương phát động, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tích cực tham gia sản xuất cùng thành phố phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng đưa ra các giải pháp với những vướng mắc của địa phương. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu tham gia phong trào thi đua và trao các suất quà cho trưởng ban công tác mặt trận có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn.